Chào các em, chúng ta lại tiếp tục giải vòng số 10, 13 V-Olympic khối lớp 7. Các em chuẩn bị giấy nháp và máy tính vào túi, dụng cụ học tập. Làm bài thi số 1. Sắp xếp để có các ô tăng dần. Như vậy cũng khá đơn giản các em nhỉ. Rồi, bài số 1. Cái bài đầu tiên, các em dùng máy tính tính cho nhanh các em. Những bài đơn giản như vậy thì mình đừng có để sót ha. Âm 0,416 vô tận ha, chu kỳ. Rồi. Giá trị x lớn nhất mà thỏa mãn hai này bằng nhau. Bây giờ mấy bài dễ chúng ta làm trước hết các em nhé. Những bài khó thầy sẽ tập trung và giảng một lần luôn để tiết kiệm thời gian. 2 mũ 6 chia cho 2 mũ 2 là ta được 2 mũ 4 nè. 2 mũ 4 là 16, phải không? 16 rồi đem chia cho 4 thì các em sẽ có là 4 thôi. Rồi 3 phần 8 mà đem trừ cho 5 phần 16. 0,625. Bài này x sẽ bằng nhân chéo lên, chia ngang thôi, x sẽ bằng âm 10. Rồi. Những bài khó thì hướng dẫn các em giải một lần luôn để tập trung hơn. Ở đây fx với x bằng 1 các em thay vô. -2 -7 thành -9 ha. Còn cái ô bên cạnh thì nó đã là 76 rồi. Rồi bây giờ giá trị lớn nhất của này thì cái này chúng ta cũng làm khá nhiều lần các em nhé. Bây giờ các em sẽ phân tích cái phân thức này, phân số này thành một phần nguyên cộng một phần phân đi. Này làm nhanh này. Đó, em chú ý ta đang làm cái bài cuối cùng đầu tiên của hai dòng cuối cùng nha. A lớn sẽ bằng gì? A lớn nó sẽ bằng là hai lần giá trị tuyệt đối của x rồi cộng cho 2 cộng cho 5 để tách ra đó mà xuống dưới là giá trị tuyệt đối của x rồi cộng cho 1 để phân tách ra tiếp nó sẽ bằng 2. Dùng tính chất phân phối nha, rồi cộng cho 1, thông tin các em nhân vô lại đi ha. Ở dưới sẽ bằng giá trị tuyệt đối của x cộng 1 rồi các em tách ra tiếp tục là ở trên 5, ở dưới là x trị tuyệt đối cộng cho 1 thì cuối cùng sẽ bằng gì? Đây rút gọn còn 2 rồi cộng cho cái phân thức này phân số này nhé. Giờ ta đang muốn a lớn nhất thì cái phân thức này phải lớn nhất, còn số 2 này nó vĩnh viễn là số 2 rồi. Giờ cái phân số này muốn lớn nhất á thì cái mẫu này nè, mẫu này phải bé nhất. Phân số có tử không đổi thì phân số muốn lớn nhất thì mẫu phải bé nhất, mẫu càng bé càng tốt. Mẫu thì bé nhất nó sẽ bằng 1 khi cái trị đối này bằng 0. Vậy mẫu bé nhất là bằng 1 thì chỗ này bằng 5, 5 cộng 2 thì bằng 7.
Như vậy giá trị lớn nhất của A là 7 nha. Tiện tay chúng ta làm bài này luôn. Giá trị nhỏ nhất của này thì cái này chính là trừ 6 nha. Trị đối của âm 6 là 6, gắn dấu trừ đằng trước là thành âm 6. Còn trị tuyệt đối này nhỏ nhất là bằng 0. Và khi đó cả cái này nhỏ nhất là sẽ bằng âm 6. Bài này giờ các em tạm quên dấu trừ của A đi. Tạm quên dấu trừ của A đi. Thì A nó sẽ bằng 15 phần cái đó. Thì A càng lớn càng tốt. Thì lúc đó gắn dấu trừ vô nó sẽ càng nhỏ càng tốt. Vậy tóm lại nếu các em bỏ cái dấu trừ này đi, đừng suy nghĩ tới, thì ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của A. A lớn nhất khi mẫu là nhỏ nhất ha. Mẫu nhỏ nhất là bằng 1. Các em tự suy nghĩ ha. Mẫu nhỏ nhất bằng 1 khi cái giá trị đối bằng 0 đó. Vì mẫu nhỏ nhất bằng 1 thì A sẽ lớn nhất. A mà không có dấu âm chỗ bàn tay thì che đó là lớn nhất thì bằng 15. Thì giá trị nhỏ nhất của nó sẽ bằng trừ 15. Còn trên này thì nó hơi phức tạp một chút. Thầy giảng trên cái map size cho các em nghe ha. Rồi đây, cái này các em dùng tính chất phân phối đi, thì nó sẽ bằng 2 lần rút ra dùng chung. Ở trong còn giá trị tuyệt đối của x trừ 2 đó. Còn bên cạnh là cũng vậy thôi. Bên cạnh là các em lấy 3 ra dùng chung, tính chất phân phối thôi. Lấy 3 ra dùng chung ha. Thì ở trong nó còn là 2 trừ x thì tuyệt đối và bằng âm 1. Mà các em để ý nha, giá trị đối x trừ 2 với lại giá trị đối 2 trừ x là như nhau thôi, chứ không khác gì hết. Hai số đối nhau thì giá trị đối của nó cũng sẽ bằng nhau thôi. Vậy thay đổi lại cái đề đó. Vậy là 2 trừ 3 là thành âm 1. Âm 1 lần giá trị đối của x trừ 2 thì bằng âm 1. Như vậy suy ra gì? Suy ra giá trị đối của x trừ 2 là sẽ bằng 1. Vậy x sẽ bằng 3 hoặc là x bằng 1. Các em tự giải bài này. X bằng 3 hoặc x bằng 1 mà người ta đòi là x càng lớn càng tốt, người ta lấy x bằng 3. Như vậy bài toán là xong ha. Tăng dần, người ta chọn số thấp nhất là số âm 15 các em nhé. Âm 15 nè. Âm 15 là thấp nhất. Rồi tới âm 10. Rồi tới âm 9. Đúng không? Âm 10 đây. Âm 9 này. Rồi tới âm 6. Rồi tới âm 0,4. Rồi hết số âm rồi, giờ tới số dương. Ở đây không có số 0, ta lấy 0,6. Rồi tới 3. Rồi tới 4. Rồi tới 7. Rồi tới 7,6. Bài toán đã hoàn thành. Bài thứ số 2. Thỏ vượt mê cung. Với mọi tam giác vuông ABC vuông tại C thì N với bằng 2. Cái nhìn vô là ta thấy có định lý Pythagore liền, mà suy nghĩ gì? Alo. Nhiệm vụ đó. Ở
Rồi tôi thay x bằng trừ 2 và y bằng 6, a bằng trừ 3. Tìm số tự nhiên 1 phần 81 là bằng 3 mũ trừ 4 các em. Nhân với 3 mũ 4 là hết. Hai này rút gọn hết nè. Vậy 3 mũ n bằng 3 mũ 7 và n sẽ bằng 7. Rồi a f a bằng 10, như vậy x ta đổi thành 10, a a bình cộng 1 bằng 10, vậy là a bình bằng 9. A bình bằng 9 thì a bằng cộng trừ 3, mà ở đây người ta đòi a âm thì a sẽ bằng trừ 3 các em. Tìm số nguyên x thọ thế này thì các em có thể chuyển hết qua một bên ha, dùng tính chất phân phối thôi làm, hoặc là mình nhẩm nhanh luôn, ở đây x sẽ bằng 1, lúc đó hai vế sẽ bằng nhau và bằng 0. Người ta chỉ hỏi có x bằng như thì các em đoán là x bằng 1 luôn ha. Giá trị lớn nhất của cái này thì đây là một cái hiệu mà số bị trừ là 5 không thay đổi rồi, thì hiệu này sẽ lớn nhất khi số trừ nhỏ nhất. Số trừ nhỏ nhất là bằng 0 ha. Thì giá trị lớn nhất là bằng 5. Cái này thì dễ rồi, 9 5 45 1 46, 46 phần 9 nhân cho 9. X phần y bằng 2 ha. Thì x sẽ bằng 2 y. Như vậy chỗ này x là bằng 2 y nè. 2 y cộng 2 y là 4 y. 4 y cộng 8 bằng 0 thì 4 y sẽ bằng trừ 8. Như vậy y sẽ bằng trừ 2. Còn x là bằng trừ 4 các em. X là bằng 2 y mà. Rồi x trừ y sẽ là trừ 4 trừ cho trừ 2, là trừ 4 cộng 2 là bằng trừ 2 luôn. X trừ y là bằng trừ 2 luôn. Phân số nào bằng phân số dưới này đó mà. Hỏi đơn giản vậy đó. Chính là phân số 12 phần 9. Các em chia cả tử và mẫu. Âm 12 phần 9 chia cả tử và mẫu cho 3 thì ta được là âm 4 phần 9. Loại âm 4 phần 3 tức là 4 phần âm 3 đó. Âm 12 phần 9 cái vòng này sao câu hỏi dễ nha. Rồi trị tuyệt đối thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Tuyệt đối này cũng vậy, hai cái này cộng lại muốn bằng 0 thì từng cái phải bằng 0. Cái trị đối thứ nhất bằng 0 thì khi x bằng trừ 1. Cái trị đối thứ hai bằng 0 á thì x trừ y cộng 2 phải bằng 0. Vậy y sẽ bằng x cộng 2 các em. Y bằng x cộng 2 tức là bằng trừ 1 cộng 2, tức là bằng 1. Vậy là x bằng trừ 1, y là bằng 1. 1 bình cộng trừ 1 bình cộng 1, vậy tất cả là bằng 3. Rồi giá trị tuyệt đối của 2x cộng 3 các em tính chập nó sẽ ra là 11. Vậy là 2x cộng 3 sẽ bằng 11 hoặc là âm 11. Vậy là 2x sẽ bằng 8. 2x sẽ bằng trừ 14. Vậy x sẽ bằng 4 hoặc là x sẽ bằng trừ 7. X bằng 4 hoặc x bằng trừ 7. Người ta đòi x dương, người ta chọn số 4. Tìm giá trị lớn nhất của này thì phân số này lớn nhất khi cái mẫu bé nhất. Mẫu bé nhất là bằng 3, vậy phân số nó lớn nhất là bằng 2. Tiếp tục cho tam giác ABC vuông A có góc B bằng 30 độ trên tia đối của tia AC. Các em lấy cho thầy D
sao cho AD bằng AC, AD bằng AC, rồi AC bằng 8. Khi đó cạnh BD bằng bao nhiêu? Rồi, các em chú ý tam giác vuông có góc 30 độ là phản xạ liền nha. Tam giác vuông mà có góc 30 độ là nó là tam giác đều đó. Rồi đây thì có tam giác vuông nè. Không. Đây là vuông ở A ha. A B bằng 30 độ, C đây. Thấy kem 30 độ. 30 độ. Tam giác còn độ trên thi đối với thi AC và kem đi ngược với hướng AC. Kem lấy một khúc nữa sao cho nó dài bằng AC. Và nó chính là điểm D. Bây giờ AC bằng 8. AC bằng 8 thì AD cũng bằng 8, đúng không? Rồi giờ mấy trò nối DB lại thì mấy trò dễ dàng chứng minh được hai tam giác này bằng nhau nè, theo trường hợp cạnh góc cạnh, đúng không? Như vậy lúc đó là góc này sẽ bằng 30 độ luôn. Một tam giác cân có góc 60 độ, 30 cộng 30 60 độ thành tam giác đều rồi. Như vậy BD nó sẽ bằng DC luôn, tức là 16 cm. Vậy thôi. Tìm giá trị lớn nhất. À, người ta đâu bắt tìm giá trị lớn nhất. Người ta bắt tìm giá đạt được khi nào thôi. Thì cái này làm giống như khi nãy với em. Các em tách biểu thức A này nè. Tách biểu thức A này thành phần nguyên cộng phần phân ha. Phần nguyên cộng phần phân. A nó sẽ bằng x mũ 4. X mũ 4 này cộng cho x mũ 2 rồi cộng cho 3 ở dưới là cộng cho 1 thôi. Em tách số 3 trên này thành 1 cộng 2. Và bây giờ nó sẽ tách ra thành 1 cộng cho 2. 1 cộng cho phân số này cộng cho 2 á. 1 cộng 2 trên này cộng 1. Thì cái này đạt lớn nhất. A đạt lớn nhất khi cái phân số này đạt lớn nhất này. Mà phân số này lớn nhất thì khi cái mẫu này nhỏ nhất. Mẫu này nhỏ nhất khi hai cái này bằng không hết, bởi đây là mũ chẵn mà, mũ chẵn nhỏ nhất là bằng không, vậy x bằng không đấy, x bằng không là này đạt lớn nhất thôi, và giá trị lớn nhất là bằng 3 đó. Rồi tiếp tục 2x cộng 4 cộng 6 cộng 2 ngày 14 thì cái này cũng dễ thôi các bạn. 2 cộng 4 cộng 6 cộng chấm chấm cộng cho tới 2014 là nó có tất cả là 1006 số hạng nhé. 1006 số hạng. Rồi. Bây giờ cái tổng dãy cách đều em biết rồi. Một dãy cách đều thì tổng của nó sẽ bằng đầu cộng cuối. 2 cộng cho 2014 đầu cộng cuối nhân cho số số hạng là 1007, xin lỗi không phải 106, 107 này phải chia 2. Vậy nó sẽ bằng là 1015 1015 056
Như vậy là ta có gì? Ta có là 1015056x. Thì bằng 2015 nhân 2016. Rồi từ đây các em tìm ra x thôi. X sẽ bằng phân số tối giản sau đây. 4030 trên 107. 4030 107. Thử lại một lần nữa cho chắc. Đúng rồi. Rồi, tạm biệt các em. Chúng ta đã hoàn thành xong.